Chị ơi, vợ chồng em đợi mãi được có đứa con này, em lo lắm. Bình tĩnh lại, đây là giai đoạn nhạy cảm, em phải giữ tinh thần thoải mái nhá. Chị thấy tâm lý của em bất an sẽ ảnh hưởng không tốt đến em bé đâu. Có chuyện gì à? Đang có chuyện gì khiến em lo lắng à? Mà điều kiện cuộc sống tốt như thế này lại không phải lao động gì nặng nhọc cả. Hay là anh Đoàn bận quá không có thời gian chăm sóc em? Chồng em đi suốt chị ạ. Mỗi lần anh nghỉ ra ngoài em có thể bất an. Em sợ. Cô đi ra ngoài, tôi nói chuyện với tôi một chút. Gái ơi, mày mà cũng tin những cái lời bậy bạ về bố mày như thế à? Bố! Chú có bảo vì bố buôn nên thằng Phúc mày nghiện, mày chết về ma túy đấy. Em mày chết, bố chưa đủ đau đớn hay sao? Bố còn đang đi tìm cái bọn mà nó mang ma túy về để đầu độc em mày thế này. Bố làm nghề này chỉ biết cứu người thôi con ạ. Bố, bố ơi, bố đừng dùng thuốc phiện để chữa bệnh nữa. Bố chỉ dùng khi nào cần dùng thôi. Mà... mày muốn người bệnh người ta chết trước khi đến bệnh viện à? Mày học nghề của tao mà mày chả hiểu gì tao cả. Cần gì? Mày đã mê hoặc vợ tao. Ý anh là sao? Chính vợ anh mới tôi đến khám à? Ai cũng biết là mày có tài mê hoặc người khác. Hai thằng chồng của mày chết rồi, mày vẫn muốn nhiều thằng đàn ông khác chết vì mày nữa à? Không được xúc phạm tao. Mà tao không biết hai thằng đấy chết vì mày sát chồng hay là chết vì bố mày là trùm ma túy, muốn chúng nó phải chết. Nào! Cút ra khỏi nhà tao. Mày đừng cậy mày có tiền rồi ỉ lại vào bố vợ mày mà muốn làm gì thì làm. Tao cảnh cáo mày, đừng bao giờ xía vào chuyện nhà người khác. Mày có tật giật mình à? Hay là mày sợ tao moi được thông tin gì từ vợ mày? Nếu mày không muốn tao đến, tao sẽ không bao giờ đến nữa. Việc của nhà mày không liên quan gì đến tao cả. Tốt nhất ấy, mày nên biết điều như thế. Tiền công của mày